Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn click vào video của Head Honda Đất nha. Thì trong clip hôm nay, Nhật sẽ cập nhật cho các bạn về những cái phiên bản mẫu mới nhất của dòng xe Alex, phiên bản của 2024 nha bạn. Thì như các bạn đã biết á, thì đối với dòng xe Alex á, 2024 á, thì được chia làm hai phiên bản. Phiên bản 125cc và phiên bản 160. Thì hôm nay thì Nhật sẽ cập nhật cho các bạn về những cái phiên bản màu sơn mới của cửa hàng bên mình. Thì nhờ ở ưu điểm của những phiên bản màu này á, các bạn mình sẽ được hưởng chế độ bảo hành màu sơn lên đến 3 năm hoặc là 30.000 km. Thứ hai á, thì những cái màu này nó sẽ độc quyền màu sơn, bên ngoài sẽ không có những cái phiên bản màu này. Các bạn mình có nhu cầu thì đến ngay cửa hàng nha các bạn. Thì trước khi quay clip thì Nhật sẽ xin phép là cập nhật về địa chỉ cửa hàng tí xíu. Head Honda Đất 10 với địa chỉ là ấp Chợ Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại để liên hệ với Nhật là qua số là 0964 234 878, và các bạn mình có thể liên hệ với bạn An. Số điện thoại lại trên màn hình nha các bạn. Thì đầu tiên á, thì Nhật sẽ cập nhật cho các bạn về một cái phiên bản màu độ của dòng xe Alex, phiên bản là màu trắng đen nha các bạn. Thì ở phiên bản màu trắng đen này chính là phiên bản màu độ đấu tem của cửa hàng. Thì các bạn thấy rõ ràng, các bạn thấy ở những cái chi tiết màu sơn này, bên cửa hàng bên mình sẽ sơn đấu tem luôn nha các bạn. Rõ ràng là những cái phiên bản màu tem như thế này, cửa hàng bên mình sẽ sơn luôn nha các bạn. Thì ưu điểm của cái dòng sơn độ màu tem như thế này thì nó sẽ rất là bền màu. Theo màu sơn các bạn mình sử dụng 9-10 năm chẳng hạn thì những cái màu sơn tem độ như thế này rất là bền theo màu sơn ha. Và những màu này thì các bạn mình thích những cái phiên bản màu chơi theo phong thủy thì những màu này sẽ rất là phù hợp nha các bạn. Cửa hàng bên mình sẽ độ theo phong cách cái phần mão là màu đen, mặt nạ đen và dài đen, kết hợp thêm những chi tiết chẳng hạn như là yên đen, tay dắt màu đen, nó tạo nên dòng xe trở nên là mạnh mẽ và cực kỳ thể thao ở dòng phân khúc là 125cc nha các bạn. Thì nói về dòng xe Alex thì hiện tại thì nó được hưởng thừa hưởng công nghệ là tiên tiến nhất của Honda. Thì ở phiên bản 125 thì sử dụng là phanh CBS nha các bạn. Thì ưu điểm của dòng phanh CBS này nè, khi các bạn mình phanh thắng một bên thì nó sẽ ăn cả bánh trước và bánh sau luôn, rút ngắn hành trình phanh, đem lại sự an toàn hơn cho các bạn ha. Và hiện tại thì động cơ 125 này sử dụng là thế hệ tiên tiến nhất của Honda, chính là ESP cộng nha các bạn. Với cái động cơ ESP cộng này thì nó sẽ xe mình sẽ hoạt động là mạnh mẽ hơn, êm ái hơn, ít phát ra tiếng ồn hơn và cụ thể hơn là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn nha các bạn. Thì một lít xăng ước tính của dòng xe này sẽ đi tầm khoảng có 40-45 km nha các bạn, cực kỳ tiết kiệm xăng luôn nha. Và hiện tại thì dòng xe Alex 125 này cửa hàng bên mình thêm có phiên bản màu, chính là phiên bản màu xám ha, xám xi măng các bạn, hay gọi là phiên bản màu xám xi măng á. Đối phiên bản màu xám xi măng này, cửa hàng bên mình sẽ có hai dòng để mình lựa chọn: xám xi măng nguyên con hoặc là xám xi măng độ những chi tiết màu đen, màu limited như thế này, chẳng hạn như là màu xám kết hợp với phiên bản màu cam, cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Thì phiên bản màu này thì cửa hàng bên mình sẽ giới hạn màu luôn ha, các bạn mình có nhu cầu sử dụng những phiên bản màu này thì đến ngay cửa hàng ha. Thì màu này thì nó sẽ rất là giống những cái phiên bản màu cũng đã rất thành công rồi, chẳng hạn như là dòng xe ở thắt mod nè, hoặc là ở thắt lớn nè, ở những cái phiên bản của thể thao của Honda như là Taiga đó các bạn, thì rất là mạnh mẽ ha. Và hiện tại dòng xe này ở những cái phiên bản 125 cũng như là phiên bản 160 thì đều sử dụng là hệ thống khóa thông minh hết luôn nha các bạn. Thì với sử dụng hệ thống khóa thông minh như thế này thì xe mình nó sẽ có những cái chi tiết chẳng hạn như là khóa xe, mở xe, tìm xe và có cả chức năng chống trộm nữa. Nó giống như là những dòng xe trên cao cấp giống như ở thắt các bạn, rất cực kỳ mạnh mẽ luôn nha. Còn các bạn mình có nhu cầu sử dụng thêm những cái phiên bản màu sơn khác, có rất là nhiều phiên bản màu sơn, chẳng hạn như là phiên bản màu hồng ánh tím nè, hoặc là xanh ánh tím nè, xanh xi măng gì đó vân vân. Các bạn mình có nhu cầu sử dụng thêm những phiên bản màu khác thì mình có thể là kết bạn Zalo. Thứ nhất là có thể là kết bạn Zalo với Nhuận hoặc có thể là kết bạn Zalo với bạn An ha. Kế tiếp là Nhuận sẽ cập nhật cái phiên bản màu sơn cực kỳ hot của dòng xe Alex, chính là cái phiên bản màu xám titan nha các bạn. Ở phiên bản màu xám titan các bạn hay gọi là phiên bản màu chì á, này đây là những tùy theo cái nhu cầu sử dụng và cũng như là cách gọi các bạn ha. Thì đây là cái phiên bản màu xám đen, trên giấy tờ của nó là màu xám đen nha các bạn. Thì phiên bản này chính là phiên bản của 125. Các bạn mình có nhu cầu lên theo những cái phiên bản của 160 thì bên cửa hàng bên mình sẽ có những cái phiên bản 160 để đáp ứng theo nhu cầu của các bạn ha. Thì màu này sẽ nhìn xe mình sẽ trở nên là ngầu hơn và chất hơn ha các bạn. Các bạn mình thích những phiên bản màu này thì đến ngay cửa hàng thôi nha các bạn. Và hiện tại dòng xe Alex cửa hàng bên mình giá hôm nay nó chỉ từ là 42.590.000 thôi nha các bạn. Khi các bạn mình mua xe ở thời điểm hiện tại các bạn mình có rất là nhiều chương trình khuyến mãi được áp dụng tại cửa hàng trong dịp lễ 30 tháng 4 này. Các bạn mình sẽ được hỗ trợ giảm giá 1 triệu đồng trừ thẳng trên giá, chính là cái chương trình hỗ trợ trước bạ nha các bạn. Chương trình kế tiếp thì chính là cái chương trình hỗ trợ về cái phần là gắn phụ kiện trên xe này.
Khi mua xe ở những dòng tay ga, các bạn mình sẽ được tặng cái phiếu phụ kiện lên đến là 1 triệu đồng. Mà cái phần này cửa hàng bên mình sẽ tặng cho các bạn là một miễn phí luôn ha, duy nhất tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 mới có nha bạn. Các bạn mình có nhu cầu gắn thì chẳng hạn mình có thể là chọn mình gắn ba ga, hoặc là thảm lót chân, hoặc là phủ nano bảo vệ màu sơn, hoặc là cụ thể hơn mình có thể là chọn công tắc đèn hoặc là chống hết bình gì đó, vân vân. Mình sẽ được hỗ trợ 30%. Sau khi hỗ trợ hết 30% đó, các bạn mình sẽ được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng đối với những dòng tay ga. Thì những dòng tay ga chẳng hạn như là Honda Vision nè, Airblade nè, Vario nè, SH lớn gì đó vân vân, những dòng đó các bạn mình sẽ được hỗ trợ là 1 triệu đồng đối với những dòng xe tay ga. Còn những dòng xe số thì sẽ được 500 ngàn nha các bạn. Xe số thì những dòng chẳng hạn như là Way Alpha, Blade, RDX Future, những dòng đó các bạn mình sẽ được hỗ trợ là 500 ngàn. Mình có nhu cầu tư vấn thêm về dòng xe nào á, các bạn mình cứ việc comment dưới phần bình luận nha. Nhân viên bên mình sẽ liên hệ cũng như là tư vấn cho các bạn về tất cả những cái chương trình khuyến mãi ha. Và hiện tại á, thì bên cửa hàng bên Nhận á, đang có một cái chương trình hỗ trợ trả góp với lãi suất là 0.79%. Và hiện tại cái chương trình này á, thì đây chính là cái chương trình lãi suất rẻ mà các bạn mình có nhu cầu á, các bạn mình có thể đến ngay cửa hàng để được hưởng chương trình này nha các bạn. Và cái chưa hết luôn á, thì vừa lãi suất rẻ mà cửa hàng bên mình sẽ giao cho các bạn về cào và gốc luôn nha các bạn. Thì như bạn đã biết á, thì mình mua xe từ trước giờ chỉ được nhận cào vẹt photo thôi. Còn tuy nhiên á, các bạn mua xe tại cửa hàng Honda Hồng Đức á, thì sẽ được nhận luôn cào và gốc luôn nha các bạn. Thì tùy theo ngân hàng lên hồ sơ cũng như là nhân viên tư vấn, cho nên các bạn mình có nhu cầu tư vấn về những cái chương trình lãi suất rẻ cũng như là có cào và gốc á, thì các bạn mình có thể là liên hệ với Nhuận trước qua số điện thoại là 0964234878 nha các bạn. Còn phần cuối cùng á, thì Nhuận muốn chia sẻ cho các bạn á, chính là cái chương trình là giao xe tận nhà dành cho các bạn mình có nhu cầu mình nhận xe ở khu vực xa hơn á. Thì hiện tại á, do cửa hàng bên mình á, là ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, cho nên cửa hàng bên mình sẽ hỗ trợ giao xe cho các bạn ở những khu vực gần, chẳng hạn như là Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. Thì chi phí á, là hoàn toàn miễn phí luôn nha các bạn. Các bạn mình có nhu cầu thì sẽ được nhân viên bên mình giao xe cho các bạn, tranh thủ giao xe cho bạn một cách là nhanh nhất. Và phần còn lại á, sẽ được nhân viên bên mình á, là tư vấn gõ về cách làm giấy tờ như thế nào, cũng như là ga cà vẹt như thế nào đúng màu sơn ha các bạn. Mình các bạn mình có nhu cầu thì tư vấn thì các bạn mình gọi cho cửa hàng ha, số điện thoại là 0964234878, hoặc là các bạn mình cứ việc gọi theo số điện thoại ở trên màn hình ha. Và hiện tại á, cửa hàng bên mình vẫn có cái chương trình lên hồ sơ online luôn nha các bạn mình có nhu cầu lên hồ sơ online á, chỉ cần gửi cho các cửa hàng căn cước công dân mặt trước và mặt sau để nhân viên bên mình tư vấn rõ hơn về cái phần lên hồ sơ online ha. Thì có nhiều anh chị á, thì những dòng xe này tầm khoảng có 4 mấy triệu á, và có nhiều anh chị sẽ được hỗ trợ về phần là khoản vay 100%, có nghĩa là mình trả 0 đồng, vẫn có chương trình hỗ trợ cho các bạn luôn ha. Và các bạn mình có nhu cầu tư vấn á, thì mình có thể là đến ngay cửa hàng Honda Hồng Đức 10 nha các bạn. Là hiện tại tổng hợp chương trình cho các bạn ha, thì đối với dòng xe Alat á, các bạn mình sẽ được hỗ trợ là 1 triệu đồng trừ đẳng chính giá, chương trình hỗ trợ trước bạ nha các bạn. Chương trình kế tiếp á, là chương trình hỗ trợ về cái phần phụ kiện ha, các bạn mình sẽ được hỗ trợ gắn phụ kiện là 1 triệu đồng tại cửa hàng luôn nha các bạn. Các bạn mình sẽ được hỗ trợ 30% trừ thẳng trên giá, và phần còn lại các bạn mình sẽ được hỗ trợ là 1 triệu đồng gắn miễn phí tại cửa hàng luôn. Và chương trình thu của đời mới, các bạn mình sẽ được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, hoặc là giảm ngay 1 triệu đồng trừ thẳng trên giá. Các bạn mình có nhu cầu thì tư vấn gọi cho cửa hàng nha bạn. Xin